À, phần là hỏng cái sắt bông điện 33 ấy, thì mình sẽ có nghe ít chết không nha. Ừ, đa phần hỏng các bông điện 33. Ừ, nếu vậy thì thôi nhá. Chào anh em nha. Nay chia sẻ cho anh em cách dò mạch của đồng hồ điện tử này, do một tác phẩm đệ tử ruột của Tiến Bình Dương nghiên cứu ra này anh em này, rất là hay. Tuy nó cơ bản nhưng mà nó hay lắm, anh em coi nha. Các bạn muốn dò được mấy cái mạch của đồng hồ xem có bị lỗi mạch hay không á, thì các bạn chuẩn bị một cái mạch như thế này. À, đó. Sau đó các bạn sẽ chuẩn bị một cái đèn led của chóa ấy á. Đèn led của chóa mà mấy cái chóa hư các bạn bỏ ra đó. Chúng ta làm hay lắm á nha. Đây. Ví dụ như cái mạch này chẳng hạn. Đây là anh học viên nhà mình pha chế bằng cái led trên xe thì nó sẽ ấy hơn. Nó sẽ rất là tuyệt vời. Đó, độ sáng tốt ha. Rồi. Này thì nó giúp mình được hai công dụng. Công dụng thứ nhất là soi sáng này. Được chưa? Chúng ta có thể soi sáng được. Công dụng thứ hai là để anh em dò mạch này. À, các bạn này, thấy tuyệt vời không? Đó. Chúng ta có thể dò mạch bằng cách thế này. Siêu sáng mà. Biết được những cái mạch đi ngầm ha. Đó. Siêu sáng luôn. Anh em nhìn thấy không? Còn những cái đèn bình thường các bạn cũng làm được nhưng mà nó không chính xác. Nó soi không được ấy. Nó soi không được chi tiết. Còn nếu có cái này thì chúng ta soi nó rất là tuyệt vời. Đó, anh em thấy không? Sắc nét từng góc nhé. Đấy, các bạn thấy không? Đây là cách để chúng ta dò. Hình ảnh hơi bị sắc nét đấy. Thì nó giúp được cho chúng ta khỏi bị đau mắt. Cái này là cái cơ bản nhưng mà nó lại đơn giản. Vừa không đau mắt mà lại độ chính xác cao nha. Rồi, anh em thấy hay thì chia sẻ cho mọi người cùng làm đồng hồ biết thôi. Anh đi. Máy đục lỗi này kể hiện em 2-3 hôm. Em cần máy loại nào? Máy ST anh nghỉ bán rồi. Rồi anh chỉ còn cái máy 11 triệu 800 với lại 16 triệu 500. Ít thì đợi đi, bữa nay anh kiểm máy cũ cho. Máy cũ mấy triệu bạc. Chứ máy ST giờ cũng 11 triệu 200 mà, đâu có rẻ đâu. Chúng ta có thể dò theo từ đây đến đây. Đó, từ đây đi sang đây. Đó, nói chung là rất là ok. Anh em thấy tuyệt vời không? Hơi bị tuyệt vời luôn đúng không? Thích dò men, dò mạch gì thì dò đi. Đấy. Như là vẽ đúng không? Hay không Hoàng à? Hoàng gia thấy hay không Hoàng gia? Nhớ nhá, các bạn lấy đèn led zin theo xe á.
lấy led zin này làm mới sướng, bao sáng bao nét.